của đỉnh. Anh chàng shipper với màn bắn tiếng Nhật mượt cỡ này lại còn yêu tổ quốc yêu đồng bào nữa, quả thực là 10 điểm không có nhưng. Xin lỗi, tôi đến. Tôi là người phụ trách giao hàng. Hiện tại, tôi là L4. L4, đúng không? Vâng, tôi hiểu rồi. Vâng. Đại sứ Kê-san. Vâng. Tôi là người phụ trách giao ベトナム来てどのくらいですか？もうね、10年ぐらいです。あ、10年ですか？はい。お、長いですね。はい、ありがとう。はい、じゃあ、ベトナム語ペラペラ話せるでしょうね。いやいや、ちょっとだけ。ちょっとしか見せ。いや、本当にちょっとしか見せ。あの、チリは20万ドルですね。はい、チリ。はい、ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。Ở trung tâm Hà Nội mà mưa đã ngập như thế này rồi thì các bạn hãy biết là những tỉnh thành như là Yên Bái, Thái Nguyên, Hòa Bình đã phải chịu ngập lụt như thế nào rồi đấy. Thật sự mấy ngày hôm nay xem tin tức mà không kìm nổi lòng các bạn ạ. Thương đồng bào ta quá, chỉ mong nước lũ rút thật nhanh cho bà con đỡ khổ. Mình cũng vừa trả nợ xong số tiền mình đã đi vay để đền tiền xe ở tai nạn lần trước nên là trong người cũng không còn nhiều. Thôi thì của ít lòng nhiều, mình cảm thấy thật may mắn hơn rất rất nhiều người bởi vì mình vẫn có thể đi làm và trang trải cho cuộc sống được. Nếu mà các bạn đã xem video đến đây rồi ấy, thì hãy cùng chung tay ủng hộ cho miền Bắc. Các bạn có tài chính thì góp tài chính, có lương thực thì góp lương thực.